câu hỏi của anh. Đầu tiên thì trước chung kết em cũng có xem những thông tin trên mạng xã hội thì cũng có biết là top nổi bật trong lòng khán giả là ai. Thì đó là những người mà các bạn đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh truyền thông của mình, cho nên trở thành top những gương mặt nổi bật. Còn những gương mặt nổi bật trong cuộc thi lại là một chuyện khác của các ban giám khảo. Thì em lại nằm trong top đó. Tuy không phải là những gương mặt nổi bật, nhưng em nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng cho ngôi vị này. Và thứ hai đó là điều khiến em thực sự nổi bật, đó chính là sự năng lượng và sự cố gắng bản lĩnh của em. Điều này đã được các bạn thi cùng em cũng như các ban giám khảo công nhận, cho nên là em sẽ tự tin khẳng định rằng em có đủ năng lượng, đủ sự bản lĩnh để xứng đáng cho ngôi vị hoa hậu năm nay. Và thứ hai đó là việc anh hỏi là em có bạn trai chưa, thì em xin trả lời là chưa có. Và gu bạn trai của em thì em cũng chưa kịp nghĩ ra, bởi vì từ hôm qua đến bây giờ thì em chưa đủ 24 tiếng đăng quang, cho nên em cũng chưa nghĩ ra gu bạn trai của mình hiện tại. Và thứ hai, câu hỏi của bạn phóng viên thứ hai đó chính là các hoa hậu trước đó cũng đã cân bằng tốt giữa lịch trình bận rộn và việc học. Thì em nghĩ là điều đó là điều mà em phải đối mặt trong thời gian sắp tới, đó chính là vừa vướng lịch trình vừa vướng lịch học. Em phải nỗ lực hết mình và cố gắng hết sức mới có thể cân bằng được. Và câu thứ hai bạn hỏi là nếu lựa chọn giữa lịch trình của sen vàng và lịch lên lớp thì em sẽ chọn cái nào nếu mà trùng lặp nhau. Thì ý này em đã được dì Dung giải đáp thắc mắc từ buổi họp báo công bố vương miện, đó là dì Dung sẽ ưu tiên việc học của tụi em trước, cho nên là em nghĩ mình sẽ không đứng trước sự lựa chọn khó khăn này. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, đến phần câu trả lời của tôi. Đúng là bạn ở ngôi sao rất là tinh khi đặt cái câu hỏi cho Thùy Linh là cùng quê Thanh Hóa với tôi. Thì có nảy ra vì cái lý do đấy khiến cho bạn không được hoa hậu hay không. Thì điều trước hết phải nói rằng là thực sự là hai cô gái Thanh Thủy, Thùy Linh là đối với cá nhân tôi nhé, là hai bạn đều rất là xuất sắc. Và cho đến giây phút cuối cùng thôi cũng không thể nào mà phân định được là bạn nào hơn bạn nào. Quả thật như vậy. Và cái câu hỏi bạn đặt ra đấy chúng tôi có đặt ra, tôi có đặt ra trong ban giám khảo. Bởi vì cuộc thi ở Việt Nam các bạn biết rằng là một cuộc thi rất là phức tạp, và nó rất dễ dẫn đến những thị phi mà nó bắt nguồn từ những nguyên cớ có khi có thật nhưng mà có khi là không có thật, nhưng mà dẫn đến thị phi và đôi khi khá phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín danh dự nhiều khi của các thành viên ban tổ chức và đặc biệt là đối với các hoa hậu á hậu. Cho nên cả những câu hỏi như thế chúng tôi cũng phải xem xét. Tuy nhiên là trong trường hợp này thì cái kết luận cuối cùng thì cũng không phải là vì cái lý do đấy mà Thùy Linh là không được hoa hậu, mà vấn đề là cái chỗ là cái thành viên ban giám khảo, các thành viên giám khảo ủng hộ Thanh Thủy thì có nhiều hơn một chút so với Thùy Linh, và như thế dẫn đến là danh hiệu hoa hậu thuộc về Thanh Thủy. Còn đối với trường hợp bé Quyên thì đúng là bé Quyên là một thí sinh có đội hình, có ngoại hình rất nổi bật trong cuộc thi này, và trên sân khấu thì bạn ấy là một trong những người sáng nhất. Đấy. Tuy nhiên là chúng tôi đã nói với bạn rất là nhiều lần là cuộc thi Việt Nam chúng tôi kiên quyết cái việc là một cô gái để lọt vào top 5 và đạt cái danh hiệu cao cuộc thi thì sẽ phải là kết hợp rất là nhuần nhị những đặc điểm về ngoại hình cũng như những cái đặc điểm về mặt phẩm chất bên trong, mà những phẩm chất bên trong như là về mặt trí thức rồi ứng xử vân vân thì bé Quyên cũng sẽ phải còn phấn đấu nữa và để hoàn thiện mình tiếp theo. Từ hôm qua đến trong quá trình 2 tháng diễn ra cuộc thi thì ngoài những cái tiếp xúc chung tại các phần thi hoặc là phần huấn luyện thí sinh thì tôi không nói chuyện riêng với bất cứ thí sinh nào, nhưng từ khi kết thúc đêm chung kết cho đến sáng nay thì tôi đã nói chuyện với 4-5 cô gái, và cái cuộc nói chuyện đấy rất đều đặn, chỉ nói rằng là con phải hoàn thiện cái này, hoàn thiện cái kia, con chưa đi sâu được vì con còn thiếu cái đây. Thì tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với một số bạn, kể cả bạn bé Quyết, thì để làm sao cho bạn ấy hoàn thiện mình hơn. Và nếu các bạn thấy rằng là vẫn còn hứng thú với các cuộc thi sắc đẹp thì các bạn theo lời khuyên của chúng tôi, các bạn có thể tiếp thu, nếu thấy nó đúng, hoàn thiện mình thì tôi nghĩ rằng các bạn sẽ có cơ hội trong những cái cuộc thi tiếp theo.
Còn một câu hỏi thực ra đặt cho chị Dung, nhưng mà tôi lấy tôi trả lời, bởi vì cái này là tôi chịu trách nhiệm, và nếu có vấn đề gì là tôi chịu trách nhiệm chứ không phải chị Dung. Đấy là câu liên quan đến người đẹp chuyện người đẹp nhân ái bạn Ngọc Mai. Thế thì đúng là trên mạng đang có một cái chuyện là có một người nó đang trao đi đổi lại với bạn Ngọc Mai về cái chuyện là bạn ấy nói không đúng sự thật về cái dự án mà bạn ấy tham gia. Thế thì tôi đã đọc rất là kỹ cái vấn đề này, thì tôi biết được sau 12 giờ đêm hôm qua. Tôi đọc rất kỹ cái trao đổi giữa các bạn, và tôi cũng đã kịp có một cái cuộc trao đổi ngắn với bạn Ngọc Mai rồi. Thế thì tôi nói với các bạn thế này, tức là cái việc bạn Ngọc Mai tham gia vào cái dự án là đó, thì qua cái câu cái trao đổi đấy, chúng tôi cho là chuyện là tham gia là có thật. Ý cái người kia thì cũng đang trách bạn Ngọc Mai rằng là bạn ấy tham gia nó cũng chưa sâu, hiệu quả chưa cao, thế thôi. Nhưng mà tôi cũng chưa trao đổi với bạn thế này, cái thứ nhất là bạn Mai cũng khẳng định với tôi rằng là bạn ấy có những người để chứng nhận cho bạn ấy cái sự tham gia và cái mức độ tích cực của bạn ấy, và những người đấy là những người có trách nhiệm ở trong cái tổ chức của cái hội sinh viên tại Hà Lan trước đây, cũng như là trong cái nhóm thiện nguyện đấy. Cái thứ hai là thái độ của bạn là Mai tương đối là điềm tĩnh, và tôi thích cái thái độ đấy. Đương nhiên là ban tổ chức chúng tôi sắp tới chúng tôi cũng sẽ phải đi đến cùng trong vấn đề này, trong việc xác minh. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói với các bạn phóng viên đây này, chúng tôi chấm bạn Ngọc Mai, chúng tôi không chấm cái dự án của bạn tham gia trong quá khứ. Chúng tôi nghe tham khảo thôi. Cái phần đấy là bạn nói ra ở cái phần thi sơ khảo. Một phần thi sơ khảo chúng tôi chỉ nói với các bạn rằng là các bạn hãy nói về bạn hiểu thế nào là lòng nhân ái, và cái kế hoạch của bạn trong tương lai nó thế nào. Bạn nào có kinh nghiệm trong quá khứ thì có thể nói. Thế cho nên có cả những thí sinh mà chưa hề có hoạt động nhân ái trong quá khứ thì là bạn đi nghe ngoài rồi đấy, vẫn là không chắc, bởi vì là bạn ấy thể hiện rằng là bạn ấy hiểu như thế và dòng nhân thành rất là chân thành. Chứ không phải là bạn Mai lọt vào trong, vì cái đấy là một cái yếu tố đương nhiên là một cái điểm cộng. Nhưng mà trong cái chấm nhân ái, chúng tôi chấm cái dự án mà bạn ấy thực hiện ở trong